căn hộ tầng trệt số 140 đường Bùi Hữu Nghĩa, phường 8, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh ha. Gồm có trệt với một cái lầu ở bên trên nha, cái lầu như cái gác cái lầu vậy đó. Ở đây căn hộ tập thể này nằm ở góc đường Bùi Hữu Nghĩa, ở phía trước là đường Bùi Hữu Nghĩa với đường Nguyễn Trãi. Từ đó vô đây vào khoảng chừng 15m thôi, chiều ngang thì nhà mình từ đây qua đây 2m rưỡi. Và chiều sâu vô á, chiều sâu vô là được 8m nha, 8m. Thì giá chủ đang kêu là 1.390.000 hả cô chú anh chị, 1.390.000 nha cô chú anh chị. Bạn nào quan tâm thì liên lạc Vũ Hồng qua số 0933 797979 kênh YouTube Nhà Đất Sài Thành ha. Vũ Hồng sẽ trực tiếp mở cửa cho cô chú anh chị bạn xem nha. Đây bên trong nè, bên trong này ha, ở trên đây còn cái gác, cái gác đây, nhà vệ sinh, nhà vệ sinh mình đây ha, 1.390.000 cô chú anh chị. Trên đây có cái gác, gác lớn qua bên tay bên phải nè, lớn qua đây. Này ha, 1.390.000 nha cô chú anh chị. Thì ở đây thì căn hộ này thì không có sổ hồng riêng, mà mình mua bán thì cái vòng thường bắt lại là phi bằng, phi bằng liên tục từ trước đến giờ luôn ha. Điện chính nước chính hết nha nha. Đây vô trong nè, của mình là từ đây nè, qua đây nè, bên hông là cầu thang, lối đi ra ngoài phía ngoài nè. Góc đường Nguyễn Trãi với đường Bùi Hữu Nghĩa ha. Phía trước là đường đó là đường Trần Hưng Đạo, Hoan Trị rồi Trần Hưng Đạo ha. Hướng này là lên bệnh viện Nguyễn Tri Phương, bệnh viện 7A. Còn đây là bệnh viện Nguyễn Trãi. Rồi, giá là 1.390.000 nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị bạn nào quan tâm thì liên lạc với Vũ Hồng qua số điện thoại 0933 797979.